Mời quý khán giả và bà con nông dân đón theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Hành trình cây lúa khỏe với chủ đề Cây khỏe, nhà nông khỏe vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật 17 tháng 1 năm 2021 trên kênh LA34. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp cùng công ty Quá nông lúa vàng thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng, nguyên lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Kỹ sư Trần Thị Mai Phương, giám đốc truyền thông công ty Quá nông lúa vàng sẽ cùng tham gia trong chương trình và có những tư vấn và đáp thắc mắc của bà con nông dân, giúp bà con chăm sóc lúa vụ đông xuân đạt hiệu quả cao nhất. Có những câu hỏi cần sự trả lời của diễn giả trong chương trình từ 18 giờ cùng ngày, quý vị hãy gọi về số máy 02723833833. Chương trình truyền hình trực tiếp Hành trình cây lúa khỏe, chủ đề Cây khỏe, nhà nông khỏe, 19 giờ đến 20 giờ tối Chủ nhật 17 tháng 1 năm 2021 trên kênh LA34. Mời quý khán giả đón xem.